Nhưng mà em thấy cái gì em không tự tin nhất? Trán của em thì rất là to, mặt thì rất là bé. Trên gương mặt em không tự tin nhất là gì? Bé. Không cân đối với trán. Thực sự thì trường hợp của bạn Tiến thì nó không không phải là một cái khiếm khuyết lớn, bạn chỉ có một cái hơi bắp cân xuống một chút xíu là cái gương mặt phía dưới hơi nhỏ, cái phần trán nó lớn và cái gò má nó rộng thôi, chứ thực ra là bạn này bạn vẫn là một người rất là bình thường. Thì anh nghĩ là đầu tiên em phải ăn cho nó mập lên, chứ em không cần thiết là phẫu thuật quá nhiều, em rất là ok, rất là tốt. Cái cả khi bạn cười lên tôi thấy bạn xinh nữa là khác, vì cái hàm răng của bạn rất đều. Ha, tôi nghĩ là bạn thiếu có cái là bạn thiếu cái tự tin đó, hiểu không? Tự bạn làm, bạn co rút bạn lại, chứ khi mà bạn đứng bạn nói thì tôi thấy là bạn đến lúc mà bạn thoải mái nhất thì bạn cũng ok. Và khi cười lên thì hàm răng trên, cái răng bạn trắng đều đẹp. Trán tôi dồ lắm bạn, trán tôi rất xấu khi nhìn nghiêng, nhưng mà tôi vẫn tự tin là tại người ta nói trán nó bự chứ không thông minh. Vậy là bạn gái em có thể thay đổi bằng cách đổi kiểu tóc. Dạ, đổi kiểu tóc lại, ăn cho nó mập lên một tí. Mập mập lên. Dạ, nó phồng vinh lên là nó ngon lành. Nó điện nướng đồ gì. Anh còn đang ước mơ mặt nhỏ này, mặt mâm quá. Bé bé, trời em nói câu đó trời ơi, mâm vậy là bên kia là cái gì? Bàn sao? Nói chứ mặt nhỏ chụp hình lên đẹp lắm em. Mặt em nhỏ chụp hình lên đẹp lắm, cười ra hàm răng trắng đều. Lát nữa xuống dưới kia các kia các bạn uống tóc lại cho chân chóc nó phù lên, che bớt cái khuyết trong cái trán mình đi. Dạ, để cái máy lên rồi. Em gặp cái nghệ sĩ là cái người chuyên về làm đẹp á, make up là chỉ tư vấn là em phải tự tin lên, chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi. Cười lên đẹp cực kỳ, hàm răng đẹp quá, đi về bé chừa chỗ cho người khác. Đi nào baby, đi về liền đi, đứa nào rảnh rỗi bưng nó lên vậy nha bé ba, bớt nha ông bé ba nha. Nhỏ em gượt em. Nhỏ quản lý em gượt em, nó đẩy lên. Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc vẫn còn tiếp tục nhận hồ sơ gửi về cho chương trình. Đăng ký tại địa chỉ nhansacmoikhoidoumoi.vn.